Sáng nay mình lên tàu nhanh cho anh em hai món nha, của xe Vin tháo xe ra băng về, full bộ cụm boe với lại cái xuồng xuồng phía sau sườn của CD nha anh em. Đó, tình trạng là Vin đẹp không lỗi nha. Mình bán hai món này 500.000 nha anh em. Anh em nào chốt alo mình. Đó, bình thường anh em mua cái boe này khoảng 400, cái xuồng đẹp này khoảng 200-250, mình bán hai món này 500 thôi nha. Anh em cặn alo mình. Vin đẹp ha, không lỗi nha. Boe mềm dẻo nha. Đó, mềm dẻo. Bên trong là cái lọc gió còn mới tinh luôn nha anh em. Đó, mềm dẻo nha, không lỗi, không nứt bể hết nha. Rồi mình bán hai món này 5 xị nha anh em. Hai món 5 xị. Anh em nào chốt thì cứ alo mình nha. Đó, boe xuồng Vin đẹp tháo xe ra băng. Giá chỉ 500k nha anh em. Anh em mua lẻ mình không bán nha. Bán cặp gì 500 cho nó nhanh nha anh em.